Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hovia, trung cư mini rất cần thiết phải quản không nên cấm. Quận Hoàng Mai Hà Nội chi hơn 1.000 tỷ xây 4 trường học. Đức khủng hoảng bất động sản, Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Bộ Xây dựng, kiến nghị giải pháp để bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà chung cư mini. Horea đề nghị không luật hóa nhà chung cư mini biến tướng, không hợp thức hóa các sai phạm của nhà chung cư mini biến tướng trong luật nhà ở horea đề nghị nên quản không nên cấm nhà trung cư mini bởi lẽ nhà trung cư mini là sản phẩm nhà ở rất cần thiết cho xã hội hiện nay và trong nhiều thập niên sau này từ thực tế cả nước có hàng ngàn nhà trung cư mini với hàng chục ngàn người đang sinh sống và nhu cầu thuê mua căn hộ nhà trung cư mini trong xã hội rất lớn tương tự các nước trên thế giới đều cho phép nhưng phải quản lý thật chặt chẽ loại nhà trung cư mini này để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và phát triển lành mạnh Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định thật chặt chẽ đối với loại nhà ở riêng lẻ của cá nhân, hộ gia đình được phép xây dựng thành nhà chung cư mini. Đồng thời với sửa đổi bổ sung quy định của luật xây dựng, luật đầu tư, luật kinh doanh bất động sản, luật phòng cháy chữa cháy, với nhận thức là rất cần thiết phải luật hóa loại nhà ở riêng lẻ của cá nhân, hộ gia đình được phép xây dựng thành nhà ở chung cư mini để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Trong đó cần bổ sung quy định về đầu tư xây dựng nhà chung cư mini, phải lập dự án phải chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật về thẩm duyệt nghiệm thu công trình nhà trung cư mini bao gồm công trình phòng cháy chữa cháy bổ sung quy định về kinh doanh cho thuê hoặc bán căn hộ nhà trung cư mini thì phải đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật bổ sung quy định về quản lý vận hành nhà trung cư mini tương tự quản lý vận hành nhà trung cư đồng thời bộ xây dựng bổ sung quy chuẩn kỹ thuật về nhà trung cư mini và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà trung cư từ đó sẽ quản lý chặt chẽ và phát triển loại nhà chung cư mini an toàn, lành mạnh. Chủ tịch Horia cho rằng nhà chung cư mini không phải là sản phẩm lỗi của giai đoạn thị trường bất động sản phát triển nóng trước đây như ý kiến của một số chuyên gia, mà nhà chung cư mini có căn hộ để cho thuê hoặc để bán là sản phẩm nhà ở rất cần thiết cho xã hội trong 13 năm qua, hiện nay và có thể trong nhiều thập niên sắp tới, do trong xã hội lúc nào cũng còn tầng lớp người có thu nhập thấp đô thị, công nhân, lao động, người nhập cư có nhu cầu mua thuê loại nhà này nhưng yêu cầu về chất lượng và tiện ích dịch vụ sẽ ngày càng cao hơn. Ngay tại các nước công nghiệp phát triển hiện nay thì cũng vẫn có loại nhà chung cư mini. Do vậy Horea đề nghị nhà nước nên quản không nên cấm nhà chung cư mini, không nên vì không quản được thì cấm mà nhiệm vụ cấp bách là cần phải xây dựng khuôn khổ pháp luật đồng bộ, thống nhất để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với loại nhà chung cư mini để phát triển an toàn lành mạnh. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án mới, tổng mức đầu tư hơn 1.076 tỷ đồng để xây dựng trường mầm non Hoàng Liệt, trường tiểu học Hoàng Liệt, trường trung học phổ thông Hoàng Liệt. Quận cũng thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ngân sách quận Hoàng Mai được Hội đồng Nhân dân quận quyết định tại nghị quyết số 03 NQ HDNZ ngày 27 tháng 6 năm 2023, bao gồm 165 dự án, tổng mức vốn hơn 7.449 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai giả soát đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bao gồm tổng số 169 dự án, tổng mức vốn hơn 7.750 tỷ đồng, tăng 4 dự án, số vốn tăng thêm 300 tỷ đồng. Bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khẳng định nghị quyết được Hội đồng Nhân dân quận thông qua là căn cứ cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban Nhân dân quận chủ động trong việc triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư công trong thời gian tới. Ông này cũng đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân quận khẩn trương chỉ đạo đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Các phòng ban đơn vị các phường có giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các dự án trong từng khâu của dự án như chuẩn bị đầu tư, lập thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế bản vẽ thi công, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, thi công, quyết toán, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, chủ động kiểm tra giả soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, lãi suất thấp kỷ lục và nhu cầu nhà ở mạnh đã giúp các dự án mới tại Đức bùng nổ. Đầu tư vào thị trường bất động sản cũng tăng vọt, tuy nhiên giá tiêu dùng tăng mạnh sau chiến sự nga ukraine đã buộc ngân hàng trung ương châu âu ecb tăng lãi suất liên tiếp để ghìm lạm phát việc này khiến lãi vay mua nhà tăng cao làm giảm giá nhà đất cũng như lợi nhuận của các dự án bất động sản các công ty xây dựng còn chịu tác động từ chi phí nguyên vật liệu tăng vấn đề này đã bắt đầu từ trong đại dịch nhưng trầm trọng hơn dưới tác động của chiến sự nhà đầu tư không còn biết làm thế nào để có lời từ các dự án nữa Đại gia bất động sản Đức Vonovia gần đây đã quyết định dừng 6.000 dự án. Đây được coi là dấu hiệu của cuộc khủng hoảng nhà đất tại Đức. Theo một khảo sát gần đây của Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO, 20% hãng bất động sản tham gia cho biết đã thông báo hủy dự án xây dựng trong tháng 8. 11,9% nói rằng gặp rắc rối về tài chính. IFO cho biết đây là các con số chưa từng có tiền lệ trong 30 năm qua. Nhiều dự án bị dừng khi đã xây dựng được đáng kể, khiến người mua tiến thoái lưỡng nan. Khi hãng bất động sản và người mua đều không mua bảo hiểm, họ không được bảo vệ về tài chính trong trường hợp phá sản đột ngột. Hy vọng duy nhất hiện tại của họ là doanh nghiệp nào đó tiếp quản việc xây dựng. Cuộc khủng hoảng bất động sản tại Đức đang có nguy cơ biến thành khủng hoảng xã hội. Chính phủ nước này cam kết xây 400.000 nhà mỗi năm để giải quyết tình trạng thiếu hụt do nhu cầu từ lao động nước ngoài và người tị nạn. Tuy nhiên, nửa đầu năm, số giấy phép xây dựng được cấp ra giảm 25% so với năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, số giấy phép mới năm nay và năm sau cũng sẽ chẳng khá hơn. Khi số nhà xây mới giảm, giá thuê lại tăng, càng xiết túi tiền của các hộ gia đình. Bộ trưởng nhà ở Đức gần đây công bố kế hoạch hỗ trợ chỗ ở cho các gia đình. Bà cũng cam kết đầu tư 1 tỷ euro từ nay đến năm 2025 để có nhà ở cho sinh viên. Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng, các đề xuất này vẫn là chưa đủ. Các chuyên gia cho rằng, chúng tôi cần các giải pháp toàn diện hơn. Ngành này đang rất tệ, mọi người đều cấp bách tìm nhà những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt